gần 700 người bị lừa khi quyên góp tiền từ thiện. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Hoài, 23 tuổi, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, Hoài sở hữu trang Facebook mang tên Trần Mai Thu Thảo. Từ tháng 11 năm 2020, bị can đăng những hình ảnh thương tâm về thai nhi xấu số rồi kêu gọi quyên góp tiền để mua đất và tổ chức mai táng. Trên mạng xã hội, bị can giới thiệu đang làm việc tại một phòng khám và đăng hình ảnh giả về những phần mộ đang xây dựng cho các thai nhi xấu số. Cảnh sát cho biết, tính đến tháng 5, Hoài đã được 688 nhà hảo tâm ủng hộ, quyên góp từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Tổng số tiền bị can đã chiếm đoạt là hơn 260 triệu đồng. Theo lời khai, Hoài dùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân, không làm việc thiện nguyện như cam kết. Công an tỉnh Nam Định thông báo ai đã từng quyên góp tiền cho Cao Thị Hoài hãy liên hệ với cơ quan điều tra qua số điện thoại 0912 722 387.